Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn, đó chính là món gỏi xoài tôm mực. Nguyên liệu chính của chúng ta gồm có tôm sú tươi, mực lá, xoài xanh, cà rốt, dưa chuột, gồm có tất cả các loại rau gia vị đi kèm. Những cái loại gia vị ở đây gồm có là mì chính, đường, hạt tiêu, mắm, muối, nước quất và giấm. Tôm và mực các bạn nên chọn những loại tươi sống thì sẽ đảm bảo được cho món ăn của chúng ta thêm phần ngon và thêm phần hấp dẫn hơn. Tôm thì là các bạn là lấy chỉ phần chỉ nưng trước, cho vào chúng ta luộc. Chúng ta quay vào thái miếng mực và chúng ta là thái khía vảy rồng, nên tí nữa chúng ta trần cái miếng mực lên để cho nó đẹp. Thái miếng hình tam giác. Đuôi con tôm là chạm vào đầu con tôm này thì là đảm bảo là tôm đủ độ chín, vẫn còn giữ được nguyên độ ngọt của tôm ạ. Chúng ta giữ nguyên cái nước nục tôm để chúng ta trần mực, ta cho vào đấy vài sợi giấm để đảm bảo được cái mực của chúng ta đủ độ giòn. Chúng ta chờ nước sôi để lại rồi chúng ta thả mực vào ạ. Đối với mực chúng ta cũng trần chín giống như tôm ạ. Vớt ra và để ráo nước. Tôm của chúng ta sau khi đã trần xong thì chúng ta chờ nguội và chúng ta sẽ bóc tôm ạ. Chúng ta sẽ quay sang là khía đôi con tôm ra. Bây giờ chúng ta quay lại và đánh nước nộm. Gồm có là 3 thìa là nước cốt quất, 3 thìa đường, một chút xíu muối và một chút xíu nước mắm. Chúng ta sẽ trộn đều lên ạ. Chúng ta sẽ được một hỗn hợp nước nộm là sánh đặc như vậy ạ. Sau khi chúng ta đánh được hỗn hợp xong thì chúng ta sẽ cho thêm tỏi ớt để cho tạo vị độ thơm và vị cay của món nộm ạ. Thì tôi sẽ cho các nguyên liệu chính vào ướp với nước mắm chua ngọt. Thì tôi quay lại sơ chế xoài hay cà rốt và dưa chuột. Dưa chuột ở đây thì các bạn nên nhớ các bạn sẽ lấy cái phần vỏ ngoài và bỏ cái phần ruột đi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành là vào sợi xoài. Sau khi các bạn sấn xong thì các bạn sử dụng dao để thái mỏng. Các bạn cho chung nguyên liệu vào đây ạ. Chúng ta sẽ trộn một ít gia vị nước nộm chua ngọt vào. Chúng ta trộn đều lên để ngấm. Sau khi chúng ta trộn đều thì chúng ta để cho thời gian ngấm từ 5 đến 7 phút. Chúng ta sẽ chắt bỏ bớt cái nước dư của nguyên liệu đi ạ. Trộn cùng nguyên liệu và tôm và mực vào cùng với nhau. Chúng ta sẽ trộn đều nguyên liệu. Trong quá trình trộn về sau thì chúng ta sẽ nhặt riêng cái phần tôm và phần mực ra để tí chúng ta còn trang trí. Chúng ta sẽ cho rau thơm trộn đều và chúng ta cho rau đĩa. Sau cùng là chúng ta sẽ rắc lạc và vừng lên trên. Chúng ta đã hoàn thành được với một món ăn là món gỏi xoài tôm mực. Và tôi chúc các bạn thành công đối với món ăn này. Vâng, thưa quý vị, sau khi Ngọc Anh thưởng thức món gỏi xoài hải sản thì Ngọc Anh cảm thấy tôm và mực vẫn giữ được độ ngon, ngọt, tươi. Đặc biệt là khi kết hợp cùng với lại rau củ quả thái sợi và nước sốt đã tạo nên một món ăn vô cùng độc đáo và ngon miệng, giúp điều hòa và cân bằng vị giác. Nếu có dịp đến với Quảng Ninh thì quý vị đừng bỏ lỡ món ăn này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!